Chúng ta bàn tiếp về cái phẩm Pháp Sư thứ 10. Thì bữa trước Thầy có gửi mấy cái ý. Cái ý thứ nhất là trong phẩm Pháp Sư thì Đức Phật thọ ký cho tất cả ai phát tâm Bồ Đề. Tức là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long bát bộ, người cầu thanh văn, người cầu Bồ Tát hay cầu Phật Đạo. Mà nghe được Kinh Pháp Hoa một câu một kệ, ta đều thọ ký vô thượng Bồ Đề. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu ai thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép diệu pháp Liên Hoa, phải biết người đó đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Đó là một câu, nhưng mà khi phân tích ra để chúng ta hiểu, tức là ai nghe được Kinh Pháp Hoa, tin được Kinh Pháp Hoa và hành trì theo Kinh Pháp Hoa thì đều được Đức Phật thọ ký hết, chứ không nhất thiết là dành riêng cho ai. Tại vì Kinh Pháp Hoa là bây giờ Đức Phật nói về nhất Phật thừa, tức là nói cái việc mà tất cả các kinh khác chưa từng nói. Cho nên Phật tánh bình đẳng hay là đại huệ bình đẳng, thì lúc bây giờ nó nhìn tất cả chúng sanh đều có Phật tính hết, cho nên tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Đây là cái cốt lõi của Kinh Pháp Hoa. Cho nên chúng ta tin lời của Đức Phật dạy như vậy mà ta tu hành, và ta biết trong tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng mà đương nhiên trong kiếp này ta không thành được, thì những cái kiếp về sau đó, tới cuối cùng chúng ta cũng thành Phật thôi. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta tin. Cái thứ hai đó là hành giả Pháp Hoa thực á, là vì thành Phật rồi mà thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời, tức là Phật tái sanh trở lại. Thế nên Phật tái sanh trở lại nữa, thì duy nhất chỉ có Đức Phật Thích Ca đó là thành Phật rồi sanh lại theo cái tinh thần Kinh Pháp Hoa. Tại vì Đức Phật Thích Ca giáng sanh trên đất Ấn Độ đó, thì có người nghĩ rằng Đức Phật là một con người và đi tu thành Phật. Cho nên chúng ta là con người thì chúng ta đi tu ta cũng thành Phật. Nhưng mà khi chúng ta đi tu trải qua nhiều năm mà chúng ta không thành Phật, thì bây giờ chúng ta mới tin lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa là đúng. Có người tu thành Phật nhưng mà không phải trong một kiếp là thành Phật được. Tại nên nghiệp chướng của chúng ta, trần lao chúng ta, phiền não chúng ta quá dày, mà không phá được cái này thì làm sao thành Phật? Tức là đắc quả La Hán đã khó rồi, nên nói chi thành Phật. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà người ta khẳng định là con người có thể thành Phật, đó là Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều thành Phật hết.
Đức Phật Thích Ca là con người thành Phật, nhưng không phải là tất cả mọi người đều thành Phật được hết, không phải. Cái người thành Phật này rất giới hạn. Cho nên từ khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn cho tới bây giờ, chúng ta chưa thấy có một vị Phật thứ hai trên cuộc đời này. Mà đúng theo lời dạy của Đức Phật thì đến sau này mới có một Đức Phật khác ra đời, đó là Đức Di Lặc. Khi nào giáo pháp của Đức Phật Thích Ca tận diệt rồi đó, tức là không còn ai biết đạo Phật là gì nữa đó, thì lúc bây giờ mới có một Đức Phật khác ra đời. Thành ra giữa một Phật với một Phật, Phật trước và Phật sau đó, nó có cái khoảng giữa là cái khoảng mà không có Phật. Cho nên ta biết thêm cái điều này. Tức là Đức Phật Thích Ca thành Phật, nhưng mà không phải ai cũng thành Phật hết. Con người thành Phật duy nhất là Đức Phật Thích Ca. Mà Đức Phật nói thêm là sau này sẽ có Đức Di Lặc ra đời là một con người sẽ thành Phật. Nhưng mà cái đó còn lâu, tức là chưa tới. Tại vì cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca đang phát triển rộng ở trên thế giới, do các cái phân thân của Đức Phật giáo hóa. Phân thân của Đức Phật giáo hóa cho nên cái giáo pháp nó vẫn còn phát triển, do đó chưa có Phật ra đời. Phân thân là gì? Tức là những người tin ở Đức Phật, những người học Phật và hành trì theo Phật và được Phật hộ niệm. Ta nói khi được Phật hộ niệm thì lúc bây giờ tâm chúng ta thanh tịnh, trí chúng ta sáng suốt. Thì lúc bây giờ ta không có thể tuyên dương chánh pháp của Đức Phật được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, ai cũng đều tuyên dương chánh pháp của Đức Phật được. Mà đây gọi là tuyên dương chánh pháp của Đức Phật chứ không phải là ta. Không phải ta là Phật. Cho nên bây giờ đó, thầy giảng pháp của Đức Phật chứ không phải là pháp của thầy. Các Phật tử nên hiểu như vậy. Mà tất cả các Phật tử khi học xong rồi đó, thì cũng có thể mang giáo pháp này ra giảng dạy lại cho người khác, để người khác đó, người ta học, người ta tu. Mà Đức Phật nhắc thêm chúng ta đó, là cái trường hợp này không phải gặp ai cũng nói được hết. Tại nên giáo pháp của Đức Phật không phải ai cũng tin được, ai cũng hành trì được, không phải. Tức lựa người nào mà họ tin được đó, ta mới nói. Người nào có thể hành trì được ta mới dạy, chứ không phải là ai cũng dạy, không phải ai cũng nói. Đây là một cái điểm mà rất quan trọng, các Phật tử nên cân nhắc. Tại vì khi mà thấy không thể thành Phật được thì bây giờ ta lại có cái quan niệm, tức là không ai thành Phật. Không ai thành Phật thì sao? Ta nên chỉ thành A-la-hán thôi, tức là đắc quả A-la-hán và trụ vào Niết Bàn thôi. Đây là cái quả vị cao nhất rồi, con người chúng ta giới tới chứ không thể làm khác hơn được. Cho nên nó có một cái quan niệm như thế. Các vị đắc thánh quả A-la-hán, hay là các vị mà nghĩ rằng mình đắc quả A-la-hán rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa không phát Bồ Đề Tâm, không muốn cứu độ chúng sanh nữa. Đây là một cái quan niệm thứ hai, tức là mình không phải là Bồ Tát, không thành Phật á, thì không giáo hóa được. Đây là cái quan niệm của người tu. Cho nên phần lớn ẩn cư và sẽ vào Niết Bàn, nghĩ mình không làm được thôi, không làm. Kể cả những cái người mà quan trọng, như cái trường hợp mà Đức Đạt Lai Lạt Ma, mà khi mà thầy gặp ngài đó, trao đổi đó, thì ngài cũng nói với thầy nữa. Ngài nghĩ rằng trong cái kiếp kế tiếp này ngài không tái sanh nữa. Thì các Phật tử nghĩ sao? Đây cũng là cái điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Người ta gọi là ngài Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống. Phật sống tức là tái sanh nhiều lần rồi, biết không? Nhưng mà ngài nói thì thầy có một cái suy nghĩ đúng. Khi mình chưa thành Phật, khi mình chưa thành Phật trên cái bước đường tu hành đó, mà dấn thân vào cuộc đời hành Bồ Tát Đạo, thành ra mình
gặp phải tất cả những cái khó khăn, những cái vui buồn, những cái vinh nhục của cuộc đời, cái này dễ ảnh hưởng vào lòng mình đó. Mà khi mình chịu ảnh hưởng thì cái đạo lực mình nó suy giảm lần. Mỗi một kiếp tái sanh mà không phát triển thêm được mà lúc mình suy giảm. Tại vì chúng ta sanh vô trong hoàn cảnh nó khó khăn, ta cưu mang nhiều người, lấy phiền não của người mà làm phiền não của mình, rồi tự hóa giải. Khi hóa giải không nổi nữa thì cái này trở thành mang nghiệp. Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói thầy thấy phải. Tại vì Ngài sanh trên đất Tây Tạng, Ngài vừa làm Phật sống mà cũng coi như làm vua của nước Tây Tạng. Mà trong nước Tây Tạng lúc bây giờ đó là bị phân hóa, cho nên Ngài phải sống lưu vong. Rồi đó Ngài cưu mang hết tất cả những người Tây Tạng lưu vong đó. Cũng còn chút may là chính phủ Ấn Độ cho một cái vùng đất ở phía Bắc Ấn Độ đó để mà Ngài dừng chân ở đó. Thành đem hết tất cả những cái người mà Tây Tạng lưu vong này đó tập hợp lại ở một cái vùng đó đó, một tiểu bang đó đó để sinh hoạt. Rồi tất cả những người Tây Tạng này, các vị Lạt Ma này đó là rải rác trên khắp thế giới đi truyền bá và gặp không biết bao nhiêu cái khó khăn và cũng không biết bao nhiêu cái nguy hiểm. Khi thì được, khi thì không được, khi thì thành công, cũng có lúc thất bại, rồi cũng có lúc bỏ cuộc, có lúc bị đọa. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái ý niệm không dám dấn thân nữa, thành ra không dám làm đạo nữa. Đây là cái ý thức mà ta gọi là thú tịch thinh văn, tức là hướng về tiểu thừa, hướng về niết bàn. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành chúng ta thấy tất cả các cái bộ kinh như kinh Nguyên Thủy thì hầu hết là hướng về niết bàn rồi. Rồi qua tới các cái kinh đại thừa đó thì thường thường hướng về cực lạc, tức là hướng về cái thế giới an lành nào đó. Chứ ít có ai mà nguyện tái sanh ở cái thế giới ta bà. Cho nên bây giờ đó thì thường thường tất cả các Phật tử chúng ta đó tu tịnh độ là nhiều. Cho nên lúc bây giờ chúng ta cũng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Cho nên nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, tức là nguyện sanh vào ở trong cái cực lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà. Nguyện sanh vào đó, chứ không nguyện sanh ở đây. Hoặc là cái trường hợp đó nguyện sanh về bất cứ một cái tịnh độ nào đó của chư Phật ở trong mười phương. Chứ còn nguyện tái sanh thì ít ai mà nguyện tái sanh rồi. Đây là một cái điểm chính chúng ta thấy. Cho nên đây xếp vào hàng thú tịch thinh văn, tức là hướng về một con đường khác và tìm một cái nơi an lạc để chúng ta sống. Đó là cái thứ hai. Cho tới cái thời Kinh Pháp Hoa, Đức Phật xác định trở lại. Thành nên Đức Phật xác định lại rõ để chúng ta biết ta tu hành. Cho nên đương nhiên trên cái bước đường tu hành đó, ta phải tự định vị ta. Tự định vị ta là tự xác định ta đang ở cái vị trí nào đây, để chúng ta phấn đấu ta đi lên. Cho nên nếu cái địa vị phàm phu, ta còn là người phàm, nghiệp chướng, trần lao và phiền não, ba cái điều này nặng quá, cho nên cái chính trên bước đường tu là làm sao xóa cái này. Tức là làm sao mà xóa trừ được cái phiền não trước. Trên bước đường tu đừng nghĩ cái gì khác hết. Trong lòng chúng ta còn ham muốn không? Trong lòng chúng ta còn bực tức không? Trong lòng chúng ta nó còn u mê không? Ta nhìn sự vật ta có thấy chính xác chưa? Nếu mà ta chưa có cái này nữa là ta là phàm phu đây.
Cho nên nó cố làm sao mà thực hiện cho được cái điều đó. Tức làm sao cắt bỏ được cái lòng tham lam người ta về mọi mặt. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ. Nếu phàm phu nữa thì cái trường hợp này phải thực hiện cái này. Rồi đó, phải tập làm sao đó mà gặp những chuyện đáng giận ta không giận, gặp chuyện đáng buồn ta không buồn. Phải tập cho được cái này chứ. Chứ ta còn giận còn buồn đó, mà cái hành Bồ Tát Đạo sao được. Cho nên có những người đó muốn hành Bồ Tát Đạo nhưng mà thấy người khổ cái rồi mình thương, mình muốn giúp, phải không? Tại vì không có trí tuệ cho nên thấy nó tội nghiệp quá cho nên đem về nhà nuôi, phải không? Đem về nhà nuôi vài bữa đó, mình cần mình phải bán cái nhà đi đó, nó đòi phải chia tiền nó mới chịu đi, phải không? Rồi tức lên thì như vậy không có trí tuệ. Tại vì mình không có trí tuệ cho nên cái người đáng độ mình không độ, mà cái người không đáng độ mình độ. Nên người ta bảo mình đem giặc vào nhà hay là nhận giặc làm con thế này chết. Mình còn phiền não, còn nghiệp chướng, mà bây giờ bê một người cũng đầy phiền não, nghiệp chướng về ở chung thì sao? Phiền não mỗi ngày tăng trưởng. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên chúng ta cân nhắc. Vì vậy đó, mà trên bước đường tu đó, thì Đức Phật dạy chúng ta cái điểm rất là quan trọng, quý vị thấy này. Cho nên ta gần một cái người nào mà ta thấy tâm chúng ta an lạc thì ta nên tới ta gần. Còn nếu thấy tâm ta bất an thôi. Thấy Đức Phật dạy chúng ta trên bước đường tu đó, cái điểm này là điểm quan trọng. Cái câu cuối của phẩm Pháp Sư là gì? Ai gần người này tâm cũng được an và thấy hằng xa vô số chư Phật. Ai gần người này tâm cũng được an và thấy hằng xa vô số chư Phật mau đến vô thượng Bồ Đề. Cho nên những người như vậy ta mới gần. Cho nên ta gần mà ta thấy tâm ta an thì ta gần chứ. Mà ta gần người này ta thấy phiền não nổi dậy thì giải gì mà gần. Nghiệp chướng sanh ra làm sao mà gần nữa. Tại sao sanh ra? Là tại vì ta gánh cái nghiệp của họ, phải không? Cho nên thấy một người nào đó ta thương, ta cưu mang, thì quý vị nên biết thêm cái đó là ta cưu mang họ, có nghĩa là ta cưu mang luôn cả cái nghiệp của họ. Mà cưu mang nổi không? Bây giờ cái người này đó, họ nợ bao nhiêu tỷ đồng rồi họ trốn, họ vô đây, phải không? Ta có trả nổi cái số nợ này cho họ không mà ta cưu mang? Đây là điều quan trọng. Có trí tuệ ta nhìn ta thấy rồi, thấy cái người này nó trốn nợ đây, mà ta biết là ta có thể giúp họ được, ta có thể có tiền để mà chi cho họ để giải quyết vấn đề cứu họ đây được, thế ta làm. Nhưng mà ta không có thì sao? Nhờ có trí tuệ cho nên ta biểu thôi trốn đi, thế nên trốn đi. Ta nói thầy nhớ hồi đó ông cụ thầy kể lại đó, khi ông cụ thầy cùng đường lên trên chùa, vừa bệnh mà vừa nợ nữa thì bây giờ làm gì được. Cho nên hòa thượng nó thôi trốn đi, phải không? Lo tu đi, không, bây giờ không cách nào hết, thân bệnh rồi nợ nần ông làm gì được. Cho nên thôi tu để mà phục hồi lại trước. Nhưng cái sức khỏe phục hồi lại, rồi cái trí tuệ phục hồi lại. Tại vì có sức khỏe, có trí tuệ đó, thì lúc bây giờ nó mới nghĩ tới giải quyết công việc được. Cho nên lúc bây giờ trốn tu một khoảng thời gian đó, thì ông cụ thầy đó lần lần mới khỏe ra. Mới khỏe ra, rồi mới bình tĩnh lại. Cho nên bây giờ sức khỏe phục hồi rồi, bình tĩnh là được rồi, trí tuệ sáng rồi, thì bây giờ hòa thượng mới dạy cho từng việc một đấy. Nghe được. Xong rồi hòa thượng nói thôi trở về trả nợ. Trở về làm để trả nợ. Ta nên muốn làm được là phải có trí tuệ, đang thấy cái việc nào đáng làm, việc nào không đáng làm, cái người nào nên hợp tác và người nào không nên hợp tác. Ta nên ta hợp tác với những người
không nên hợp tác với những người lừa đảo thì ta chết thôi. Cho nên trên bước đường tu, nếu quý vị nhớ cái này, đó là mình tu. Thì cái người đó làm thế nào? Cái người đó nó có mấy cái trường hợp này. Ít nhất là họ trụ được pháp không. Họ trụ được pháp không, tức là họ không bị phiền não trần lao quấy rầy họ nữa. Đây là trên bước đường tu nữa. Họ không bị phiền não trần lao quấy rầy họ, cho nên lòng họ rất yên tĩnh. Vì lòng họ rất yên tĩnh cho nên khi mà ta gặp họ nữa, ta yên tĩnh theo chứ. Trên bước đường tu cái này ta dễ nhận lắm. Ta nói ta gặp một cái người mà tâm hồn họ yên tĩnh thì chúng ta thấy vô thưởng vô phạt, ta yên tĩnh. Nhưng mà ta gặp một cái người mà tâm hồn họ rối bời, phải không? Thì tất cả những cái gì rối của họ nó truyền qua cho ta liền tức. Ta nhận ra ngay được này nhé. Đó là trên bước đường tu đó. Ta nói họ trụ pháp không có nghĩa là tâm hồn họ hoàn toàn yên tĩnh. Họ không có vấn đề gì hết. Cho nên khi mà ta gặp một cái người không có vấn đề gì hết thì chúng ta thấy an ổn vô cùng. Nhưng mà ta gặp một cái người đó họ có rất nhiều vấn đề không giải quyết được, ta thấy nặng nề, phải không? Và ta cũng nặng nề theo. Đây là pháp không, phải không? Cái thứ hai là gì? Tức là cái nhu hòa nhẫn nhục. Họ khoác lên người một chiếc áo nhẫn nhục nhu hòa. Thì cái người này ta có thể gần được đó. Thành ra khi ta nói cái gì, thành ra họ nghe. Họ nghe được, họ chia sẻ với ta được. Thì ta thấy nhẹ đi, ta thấy vơi đi. Cho nên người này ta gần. Còn ta nói họ không nghe được, họ nói ta cũng không nghe được, thì cái này chắc chắn là quý vị nên bỏ đi. Gặp một vị đạo sư như thế thì nên bỏ đi. Thầy nói ta nghe không được, ta nói thầy cũng không nghe được, phải không? Không nghe được với nhau, bây giờ cãi nhau không? Thế nên thầy trò cãi nhau thì không nên, phải không? Thôi, đi, đi chỗ khác. Này Đức Phật dạy. Cái nhu hòa nhẫn nhục này nữa, cái điểm này điểm quan trọng. Tại vì ông cụ thầy nhờ nương với một hòa thượng ở trên chùa có cái tánh nhu hòa và nhẫn nhục. Cho nên lúc bây giờ đó ông cụ thầy mới đem cái tâm sự của mình đem trút vô cho ông hòa thượng. Ông hòa thượng ông ngồi ông nghe hết. Thì với cái tâm thanh tịnh của ông cho nên ông nghe hết, tức là ông tiếp nhận hết cái nỗi khổ niềm đau của mình. Cho nên mình thấy mình vơi bớt đi chứ. Rồi đó, ông nghe hết rồi, bằng cái tâm thanh tịnh của ông, ông mới phân tích từng điều một, ông biết hết rồi. Cho nên ông nói lại mình nghe, mình thấy phải quá chứ. Thế mình suy nghĩ lại, mình thấy thầy nói đúng quá, phải quá. Tại hồi đó mình nóng vội, hồi đó mình thiếu suy nghĩ. Cho nên mình làm những cái chuyện sai mà mình nghĩ là đúng, không nên mà mình nghĩ là nên, cho nên mình phải chuốc quả thôi. Thế nên bây giờ hòa thượng phân tích thì bây giờ ông cụ thầy thấy đúng quá rồi. Cho nên từng việc một quá giải. Cho bây giờ đó chỉ còn có một cái đứa con đường cuối cùng đó, là phục hồi sinh lực của mình lại, sám hối cho tiêu tội. Thế nên tụng kinh sám hối công quả, làm được một số các cái việc này đó, thì nghiệp chướng nó tiêu mòn lần, phải không? Thiện căn nó phát lên. Thì lúc bây giờ đó, đây là nhờ cái hạnh nhu hòa của ông thầy mà làm cho mình thấy vơi đi, cho nên người này ta gần được. Cái điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là tâm từ bi. Tại vì đó, ông hòa thượng này đó, ông đang tu cái đại bi tâm, cái tâm đại bi. Cho nên đó, ông thương mình thực sự, ông muốn giúp mình thực sự. Đây là cái điều quan trọng. Chứ còn chuyện của thầy chưa giải quyết được,
mà cái chuyện của mình thì làm sao Ngài giải quyết. Cho nên một số các Phật tử mà tới thưa với Thầy, Thầy nói cái đó đúng. Nói đúng sao? Tại bây giờ đó Thầy đang cất chùa, cho nên Thầy cần tiền. Thấy không? Thầy đang cất chùa, Thầy cần tiền. Mà bây giờ đó mình khó khăn, cho nên mình cũng cần tiền. Thấy không? Thầy nói hai cái này gặp nhau sao? Chắc chắn không giúp nhau gì được đâu, không phiền. Nhưng mà gây phiền phức cho nhau là chính. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái vị này có một cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi được. Tâm từ bi có nghĩa là trong lòng lúc nào cũng an vui. Cho nên khi mà ta gặp thì ta gặp ngay cái an vui đó. Trong lòng lúc nào cũng thương chúng sanh như Bồ Tát Quan Âm. Cho nên khi mà ta gặp ta cảm giác là Ngài thương ta, Bồ Tát thương ta, cho nên ta thấy nhẹ đi chứ. Đấy, ba cái điều này chúng ta thấy rõ. Cho nên người mà có được ba cái này, tức là có tâm từ bi, có cái đức nhẫn nhục nhu hòa, và luôn luôn là giữ trong lòng thanh tịnh, đủ ba cái người này thì sao? Nếu hãy được ba điều này đó thì bảo Đức Phật nói là thường thấy thân ta, nghe ta thuyết pháp. Thường thấy thân ta, cái người được như vậy đó thì lúc bây giờ đó giữa cái người này với Phật nó có một cái quan hệ về tâm linh. Quan hệ về tâm linh, cho nên cái vị này thấy Phật. Thành ra thấy Phật. Thành ra trên cái bước đường tu đó, cái điểm này quan trọng. Thầy thực tập lâu mà có khi thấy, có khi không. Cho nên thì cố mỗi ngày thì ngồi thì nhìn cái tượng Phật, thì quán tưởng nhìn để cho thâm nhập vào tâm của mình, biết không? Nhưng mà Phật đi đường, mình đi đường, phải không? Cũng không thấy Phật. Thấy tượng thôi chứ không thấy Phật được. Các Phật tử nghiệm xem. Khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, không có vấn đề gì nữa đó, sạch thiệt đó, thì lúc bây giờ đó, ta ngồi ta quán tưởng Đức Phật, ta sẽ thấy Phật. Còn trong lúc đó nghiệp chướng trần lao và phiền não, hay nói một cách khác đó, là trong lòng chúng ta còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết đây, thì ta có ngồi ta nhìn Phật thì ta có thấy, thấy tượng bằng mắt thôi chứ không thể nào thấy bằng tâm được. Là vì trong tâm chúng ta đầy ắp những cái dữ kiện rồi, cho nên cần phải móc cái này ra hết. Để cho tâm trống không thì lúc bây giờ mới thấy Phật, mới thấy được Phật. Cho nên Đức Phật nói tâm được yên tĩnh thì lúc bây giờ nữa Phật mới hiện ra được. Cho nên cái vị tăng tu hành, cái tâm bảo là trong như nước trong, thì lúc bây giờ ánh Phật mới hiện vô được. Cho nên trên bước đường tu Thầy có kinh nghiệm này. Cho nên khi nào mà trong lòng Thầy thật là yên tĩnh, cái này đã phần lớn thì ta áp dụng vào trong những cái đêm khuya thanh vắng, phải không? Cho nên ta ngồi ta nghĩ tới Phật, ta ngồi ta nghĩ tới Phật thì ta cảm nhận được Phật, ta thấy Phật. Mà bảo này là thấy Phật bằng tâm chứ không phải thấy bằng mắt. Mà hãy khi thấy Phật được bằng tâm rồi nữa thì có một cái điều Đức Phật dạy, nhìn đâu ta không thấy Phật hết. Hồi nãy ta nhìn lên tượng Phật ta không thấy Phật, bây giờ ta nhìn trời ta vẫn thấy Phật, nhìn mây ta vẫn thấy Phật, nhìn núi ta vẫn thấy Phật chứ. Cái này bảo là thấy Phật bằng tâm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thấy Phật bằng tâm và nghe Đức Phật thuyết pháp cũng bằng tâm. Cho nên tâm thấy Phật, tâm nghe Phật thuyết pháp. Thì cái người này đó là họ đang sống trong thế giới của Đức Phật. Sống trong thế giới Phật. Tức là sống bằng cái gì? Tức là cái thân thì ở thế giới Ta Bà, nhưng mà cái tâm thì ở trong tịnh độ của chư Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên tập. Nên tập. Cho nên ta còn có cái thân ngũ uẩn này, ta biết nó chi phối, nhưng mà khi nào ngũ uẩn lắng xuống được rồi nữa, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta yên tĩnh. Tâm yên tĩnh, lúc bây giờ tâm chúng ta thấy Phật, tâm chúng ta nghe Pháp. Cho nên lúc bây giờ thấy Phật và nghe Pháp á, nó khác hơn là khi ta chưa thấy Phật mà ta nghe Pháp.
Thấy Phật nghe Pháp này, cái nghĩa lý nó sâu xa hơn nhiều. Còn chưa thấy Phật mà nghe Pháp ấy, thì cái này chẳng qua là ngôn ngữ thôi, phải không? Nên trên bước đường tu đó, thầy nghiệm là thấy này rõ. Cho nên có những người họ nghe Pháp, có thể họ không hiểu gì hết. Họ nghe thầy giảng họ không hiểu gì hết, nhưng mà sao họ nghe họ thấy cái tâm họ vui. Nghe thầy giảng hay quá, nhưng mà các Phật tử hỏi hay chỗ nào, họ không biết gì hết. Thầy nói cái người này nghe bằng tâm đó. Cho nên trong cái lúc nghe bằng tâm, cho nên cái tâm yên tĩnh của mình với cái tâm yên tĩnh của thầy, hai cái này gặp nhau, nó tác động qua lại, nó làm cho tâm mình thanh tịnh theo, cho nên mình cảm giác hay. Không có nghe ngôn ngữ, không nghe bằng lỗ tai. Còn cái người đó nghe ngôn ngữ mà không nghe pháp ngữ được á, thì nghe và hiểu á, rất rõ, ghi chép á, thành bài bản. Nhưng mà rồi đó, thì cuộc sống chúng ta không có gì thay đổi. Cái này không phải là nghe pháp, mà chỉ nằm ở trong phạm vi ngôn ngữ. Thành ra tất cả các Phật tử nhớ cái yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa là chỗ đó. Thì bây giờ đó, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác sanh lại, thì cái vấn đề này là Phật, cho nên dễ. Mà Đức Phật nói thêm đó, các vị đã đắc được quả La Hán, được gặp Phật rồi mà không phát Bồ Đề Tâm, không hành Bồ Tát Đạo, thì cái này cũng không phải, phải không? Đây là Tăng Thượng Mạng. Tại vì cái khi làm phàm phu thì chúng ta sợ hành Bồ Tát Đạo, là ta sợ cưu mang cái nghiệp của người khác. Nhưng bây giờ đắc quả A-la-hán rồi, tâm đã thanh tịnh rồi, mà cái trường hợp này không có cái cứu độ chúng sanh nữa, thì cái trường hợp này là không phải là A-la-hán thiệt. Đó là trên bước đường tu. Đó là cái phẩm Pháp Sư. Thì khi mà Đức Phật giảng tới cái phẩm Pháp Sư này, nó kết thúc đó, bảo là ai gần người này tâm cũng được an, và thấy hằng xa vô số chư Phật mau đến vô thượng Bồ Đề. Thì cái phẩm kế theo đó nó là gì? Tức là phẩm Hiền Bảo Tháp. Tức là tâm được an và thấy hằng xa vô số chư Phật, nó nối tiếp theo này gì nữa. Cho nên trong lúc đó nó bảo lúc bây giờ đó, giữa hư không có một cái tòa tháp cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, nổi lên từ đất, nổi lên. Thành ra chúng ta hiểu thêm cái này, đất này là tâm địa đây. Thành ra tâm chúng ta lắng yên, tâm chúng ta trong sạch, cho nên bây giờ tâm chúng ta mới hiện lên. Thì bây giờ bảo là thấy bảo tháp đó, là thấy bằng tâm. Thấy bằng tâm chứ không phải là thấy bằng mắt, phải không? Nhưng mà các cái vị này đó, tâm và mắt là một, phải không? Cho nên tâm và mắt là một, cho nên nói thấy bằng tâm thì làm sao thấy? Cho nên thấy bằng tâm vẫn là mắt, con mắt ta thấy chứ. Cái chỗ này đó, trên bước đường tu thầy nghiệm rồi thầy thấy này rõ lắm. Bây giờ đó, nhìn lên trên trời, cho nên nhìn lên trên trời đó, cái người mà có nhân duyên, có căn lành đó, nhìn lên cái áng mây, họ thấy, họ nói là Phật Bà hiện ra. Cho nên Phật Bà hiện ra. Thì cái người khác bảo là không có. Cho nên hai người đứng một chỗ mà cùng một lúc, thì một người thấy Phật hiện ra, một người nữa là không thấy gì hết. Thì quý vị nghĩ sao? Cái người mà thấy được đó là nhất thời trong lúc đó tâm họ thanh tịnh, cho nên á, tâm với mắt là một, cho nên á, họ vẫn thấy được Phật. Mà có nhiều người kể với thầy, cho nên họ thấy được những cái điềm lạ như thế đó, họ có thể thoát nạn. Thì đây bảo là Phật Bà cứu, Phật Bà cứu ta. Đây là trên bước đường tu đó. Tức là họ thấy rõ, họ thấy rõ là Phật Bà hiện ra dắt họ ra khỏi tù. Nhưng mà rồi đó, cuối cùng họ được ra thiệt. Còn những người khác cũng cùng ở chung đó đâu thấy. Cho nên không thấy thì tức là ở lại, phải không? Không ra được. Cho nên người thấy họ ra được.
Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi tâm chúng ta thanh tịnh, căn lành chúng ta phát lên, thì giữa ta với, ta với Phật, ta với Bồ Tát, nó có một cái mối quan hệ vô hình nào đó mà làm cho chúng ta thấy khác hơn người thường. Đây là trên cái bước đường tu đó thường. Cho nên cái người tu họ có ba cái trạng thái mà thấy. Cái trạng thái thứ nhất Đức Phật nói là do tâm thanh tịnh mà thấy. Cái trạng thái thứ hai là gì? Tức là thần giao cách cảm. Cho nên giữa ta và quỷ thần nó có một cái giao cảm với nhau nữa mà ta thấy. Giữa ta với quỷ thần giao cảm nhau, cho nên ta thấy được. Thấy được cho nên cái người đó họ, họ kêu ta, họ nói cái gì đó. Thành ra có một cái người Phật tử mà khi họ thưa với Thầy, họ nói họ có một cái người con mà chết trận. Thì lúc bây giờ họ nhìn, họ thấy cái người con đó nó mà trên mình đầy máu, phải không? Thì họ sợ quá mới hỏi sao nằm nhìn chi bao thấy lạ như vậy. Thành ra họ thưa với Thầy, Thầy nói xem chừng như là đây là điểm không lành. Thì bây giờ mấy ngày hôm sau thì trường hợp nhận được cái tin báo tử. Đó, cái người chết này đó, với cái người mẹ đó, hai mẹ con nó có một cái cách cảm thần giao nào đó, cho nên cái người chết này đã về đánh thức cái người mẹ trong giấc mơ, thấy con mình về. Cho nên cái mối quan hệ giữa ta với tất cả các quỷ thần thì cái chỗ này ta gọi là thần giao cách cảm. Nó có cái trạng thái như vậy. Cho nên có thể có những cái mách bảo. Cho nên có những cái mách bảo là, cho nên có một cái thầy mà bạn tu với thầy ngày trước. Ta nó có một cái thầy bạn tu với thầy đó, mà cái thầy này đó là thầy đi làm cách mạng, thầy nằm vùng. Cho nên thầy mới nói với thầy, thầy mới thấy là Phật bà kêu đó thầy đó là phải trốn đi đi, phải không? Phải trốn đi đi, chứ không ở là bị mật thám bắt. Thấy như vậy đó, thấy bà kêu đàng hoàng. Thì bây giờ đấy, thầy này mới từ giả trốn đi. Thì mới vừa trốn ra khỏi thì cái trường hợp này mật thám thiệt tới. Thầy nói cái này cách cảm thần giao. Thành ra Bồ Tát cứu là ở trong thế đó, kêu. Cái thứ ba là gì? Tức là tâm chúng ta thanh tịnh, trí chúng ta sáng lên mà ta thấy cái này là đắc quả thiệt. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ta phấn đấu, ta tu, ta được cái tâm sáng suốt này đó, thì không thay đổi nữa. Còn những cái chuyện khác đó, những chuyện kia đó, thì khi có khi không. Cho nên Đức Phật nói mình có rồi mình nói ra đó, thì coi chừng nó mất mà mình kiếm lại không được nữa. Còn khi nào mình tu, mình đắc đạo thiệt, mình sáng thiệt rồi đó, thì lúc bây giờ nó không thay đổi nữa. Tại mình nhìn mình thấy được, thấy nhận được cái chuyện sắp xảy ra tốt hay xấu, mình biết hết, biết nghiệp hết, thấy được. Thì cái người này nó tương đối trên bước đường tu ổn, ổn định hơn. Đây là ba cái trạng thái mà của tâm. Cho nên khi tới cái phẩm pháp sư này thì cái trạng thái của chúng hội tâm nó hoàn toàn thanh tịnh, do đó mà thấy bảo tháp hiện ra. Bảo tháp này là Đức Phật đa bảo ở trong quá khứ hiện lại. Đức Phật này từ ở trong quá khứ mà hiện lại trên cuộc đời này. Thì cái này đã, Đức Phật này đã nhập diệt từ lâu rồi, đâu còn trên cuộc đời nữa. Nhưng mà lúc bây giờ đó, đại chúng thấy được là nhờ cái tâm thanh tịnh mà thấy. Nhờ cái tâm thanh tịnh của mình mà thấy bảo tháp hiện ra ở trong hư không. Đây là cái điểm quan trọng ta thấy. Đây là tháp bảo, tháp đa bảo hiện ra. Cho nên khi mà ta tu theo pháp Hoa, quý vị có đọc cái câu này, phải không? Tức là pháp Hoa kinh chứng tính thị hiện đa bảo Như Lai. Tức là Đức Phật đa bảo hiện lại để làm chứng cho Đức Phật Thích Ca thuyết kinh pháp Hoa. Kinh pháp Hoa nó có cái đặc biệt đó. Tức là một Phật quá khứ hiện lại để làm chứng cho cái này. Thì bây giờ đó, Đức Phật đa bảo mới bảo rằng ta
vì nghe Đức Phật Thích Ca nói Kinh Pháp Hoa mà ta tới quả Ta Bà này. Ta vì nghe Kinh Pháp Hoa mà ta tới cái quả Ta Bà này. Đó là cái điểm mà chúng ta suy nghĩ. Thì như vậy đó, là Đức Phật Thích Ca đang nói Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã bảo tới để nghe Kinh Pháp Hoa. Thì Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật Thích Ca nói và Đức Phật đã bảo nghe đó, thì cái này đó, chúng ta có nghe được không? Đương nhiên ở trong cái phẩm phương tiện Đức Phật nói rồi, không nghe được. Cho nên duy Phật, giữ Phật, nải năng, cứu tận, chư Pháp thực tướng, là chỉ có Phật, với Phật thì mới hiểu được cái điểm này. Còn người chưa thành Phật không hiểu được. Cho nên muốn nói một cái điều mà người thường chưa hiểu thì phải có một cái người hiểu tới đây để làm chứng chứ. Cho nên chứng tính là chỗ này. Vì không ai hiểu hết thì sao? Không ai hiểu làm sao nghe được, làm sao tin được. Cho nên phải có một người hiểu. Mà cái người hiểu này đó, họ phải có cái tư cách để làm chứng này, tức là một Phật quá khứ. Đây là điểm quan trọng nhất của Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy. Thì hai Đức Phật này mới nghe được với nhau, còn chúng ta không nghe được. Đương nhiên các vị Bồ Tát trong chúng hội cũng không nghe được, không biết chuyện này. Thì khi mà các ngài đó, hoàn toàn không biết chuyện này, nghe thấy hơi lạ. Một Đức Phật từ trong quá khứ mà sao lại hiện ra trong hiện tại được? Phật quá khứ mà hiện lại trong hiện tại. Bây giờ đó, tất cả mọi người đều muốn biết được Đức Phật đã bảo làm sao. Nghe tiếng nói trong đó, ở trong tháp đó không biết là cái người đó còn hay là mất, phải không? Mà hãy còn thì sao đấy? Cho nên nó cũng giống như bây giờ đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, nghe nói khi mà Hòa Thượng Quán Đức tự thiêu đó, phải không? Thì cái quả tim nó đốt không cháy. Cái quả tim của Hòa Thượng đốt không có cháy, mà đốt đến 3.000 độ không cháy nữa. Cái này là chính mắt Thầy thấy là không cháy thiệt. Thì khi đó cái quả tim này đốt không cháy rồi đó, lúc bây giờ đó mới đem về chùa Ấn Quang để đó. Cho nên ban đầu thì đem để trong một cái lọ bằng thủy tinh để cho mọi người đó tới chiêm bái. Thì cái quả tim nó cũng bằng cái ly của Thầy. Ở đây không biết ai lớn tuổi mà trong thời đó còn hả? Trong thời đó còn lại thì có tới chiêm bái cái quả tim của Hòa Thượng Quang Đức để ngay chùa Ấn Quang đó. Thành ra một thời gian sau rồi đó, thì qua tới cái năm 75 Thầy đi du học đó, thì ở nhà Thầy nghe nói là cái quả tim của Hòa Thượng Quang Đức đó, thì lúc bây giờ đó sợ người ta đánh cắp đi, cho nên mới đem bỏ vô trong một cái tháp đó. Bỏ vô trong cái tháp đó, rồi hàng kín lại, đem gửi ngoài ngân hàng, lúc lên là ngân hàng Pháp đó. Đem gửi cho ngân hàng Pháp nó giữ cái tủ ở trong ngân hàng. Rồi tới năm 75 nó giải phóng tới đó, thì cái trường hợp đó nó người ta tiếp thu ngân hàng nữa, thì người ta tiếp thu luôn cả cái tháp này, nó đem về ngoài Hà Nội. Đem về ngoài Hà Nội cho năm 1981 đó, thì Phật giáo chúng ta thống nhất lại đó. Thì lúc bây giờ đó, nhà nước mới kêu trả cái tháp đó lại cho mình. Thì trả tháp đó thì Hòa Thượng Thiện Từ Nhân đó mới ra nhận cái tháp này. Nhận cái tháp này đem về để Việt Nam Quốc tử. Từ đó tới bây giờ thì Thầy không có thấy cái quả tim nữa. Thì bây giờ đó là chắc chắn mọi người chúng ta thì ai cũng muốn biết là cái quả tim trong này còn hay là mất, phải không? Rã hay là không rã? Thì nghe nói Đức Phật đã bảo nhập diệt từ lâu rồi mà sao lại còn nghe tiếng đấy? Không biết còn thiệt không? Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca mới bảo rằng Đức Phật đã bảo có cái nguyện, tức là ai mà muốn thấy được thân ta đó thì phải tập trung hết phân thân của cái vị Phật này lại thì mới mở cái cửa tháp được.
Cho nên lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca mới tập trung hết phân thân của Ngài lại trong mười phương. Thì lúc bây giờ đó mới mở cái tháp, tháp Đà Bảo ra. Và Đức Phật Đà Bảo vẫn còn nguyên ngồi ở trong tháp ấy. Ngài nhích qua bên nhường nửa tòa và mời Đức Phật Thích Ca vào đây ngồi với Ngài. Thành ra vào đây ngồi với Đức Phật Đà Bảo. Thì lúc bây giờ đó, ở trong Kinh Pháp Hoa mới bảo là Đức Phật Thích Ca mới nói chính bây giờ đó là mới bắt đầu nói Kinh Pháp Hoa. Thành ra bây giờ đó, quý vị đọc từ phẩm tựa mà cho tới phẩm thứ 10 nữa, ta học rồi thì đây chưa phải là Kinh Pháp Hoa, phải không? Đây Đức Phật Thích Ca nói là bây giờ mới là đúng cái lúc mà nói Kinh Pháp Hoa, còn nãy giờ chưa nói. Cho nên khi ta học Pháp Hoa ta hiểu cho nên. Thì bây giờ là sao? Bây giờ có Đức Phật Đa Bảo đây với Đức Phật Thích Ca, thì hai Đức Phật này đó mới có thể hiểu được cái chuyện này. Hai người hiểu này. Nhưng mà hai cái người đã hiểu thì có cần nói nữa không? Cho nên chỗ này không nói, không nói mà nói. Cho nên đây ta gọi là yên lặng như chánh pháp. Cho nên hai người cũng hiểu hết rồi thì nói gì nữa? Bây giờ không hiểu mới nói chứ. Cho nên đã hiểu rồi thì không nói. Cho nên ta bảo này không nói mà nói. Nói gì? Tức là pháp. Tức là diễn tả cái pháp chân thật. Diễn tả cái pháp chân thật thì chỉ có hai vị này. Đắc đạo rồi mới biết. Tất cả những cái này ta nói khi nào đắc đạo rồi mới biết. Còn khi chưa đắc đạo không biết. Cho nên thầy cái hồi nhỏ học với Hòa Thượng Trí Tịnh á, Hòa Thượng nói một câu mà cũng tương tự như vậy. Mai mốt ông lớn rồi ông biết. Cho nên mai mốt ông lớn rồi ông biết, lúc đó thầy còn nhỏ. Đương nhiên mình người còn nhỏ thì làm sao hiểu được người lớn. Mà tới chừng lớn rồi đó thì mai ra mới hiểu được người lớn, phải không? Cho nên có làm việc mới hiểu được người làm việc, có làm cha làm mẹ mới hiểu được cha mẹ. Cho nên có lãnh đạo mới biết được cái khó của lãnh đạo. Nhưng mà nói một cách nào đó cho tới bây giờ thầy vẫn chưa hiểu hết cái của Hòa Thượng Trí Tịnh vậy. Cho nên các vị nghĩ xem, Hòa Thượng Trí Tịnh là cái người không nói hay là ít nói. Nhưng mà có điều lạ đó là từ khi thành lập giáo hội cho tới bây giờ đó, Ngài làm chủ tịch suốt như vậy không thay đổi. Năm nay 96 tuổi rồi. 96 tuổi mà vẫn là lãnh đạo giáo hội chúng ta. Không biết Ngài còn tiếp tục lãnh đạo tới bao lâu nữa thì thầy không biết. Nhưng mà đây là cái điều lạ. Thế nên chúng ta khó hiểu được những cái chuyện mà ta gọi là phi thường. Thế nên Hòa Thượng Trí Thủ làm chủ tịch được 2 năm thôi. Hòa Thượng mất. Hòa Thượng Trí Tịnh tiếp tục làm cho tới bây giờ đó là 30 năm mà vẫn bình yên. Cho nên có những cái lạ, cho nên ta không hiểu được. Đó là ở trên bước đường tu. Vì vậy đó mà giữa Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca, chỗ này là Kinh Pháp Hoa, thì cái này đó là chúng ta không hiểu. Cái cốt lõi của kinh đó, chỗ này ta không hiểu được. Cho nên ta hiểu được cái phần phương tiện, tức là cái phần phía ngoài thôi, chứ không phần trong. Đó. Tại sao? Đó. Tại vì Đức Phật nói ta đem hết cả cái vũ trụ này mà ta dời đem để một cái chỗ khác đi. Ta dời cả cái vũ trụ đem để chỗ khác nữa. Đây là khó chứ. Mà Đức Phật nói này chưa phải là khó. Chưa phải là khó. Mà nói Kinh Pháp Hoa mới khó, phải không? Thì như vậy nữa, cái Kinh Pháp Hoa của Phật Thích Ca nói với Phật Đa Bảo này nữa, là cái này rất khó. Không phải cái mình nói bây giờ. Tại mình chưa thành Phật đó, thì cái này không phải là Pháp. Biết được mé mé một phần mình tu đó vậy. Cho nên Đức Phật đó là mình gánh hết một gánh cỏ khô, mình chung vào ở trong
Cái chỗ lửa cháy mà mình đi ra, nó cỏ không cháy, mình không cháy. Thì đây không phải là chuyện khó đâu. Chuyện nói kinh Pháp Hoa mới khó. Thì cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất. Thì lúc bây giờ đó chúng ta phát hiện ra cái chỗ này là cái gì? Tức là tất cả những cái việc gì mà khó nhất ở trên trần gian này, chưa từng ai làm được á, chưa từng ai hiểu được á, thì đây là chân lý đây, nằm ở chỗ này. Thế người ta không hiểu được cái chân này. Thế nên chuyện tu hành của Hoàng Thượng Trí Tịnh Thầy còn chưa hiểu được á, thì làm sao hiểu được chuyện của Phật? Các Phật tử nghiệm xem. Đây là cái việc mà rất khó. Cho nên cái căn bản của nó là Kinh Pháp Hoa ta gọi là diệu pháp liên hoa. Bảo là cái thân thì như là hoa sen tinh khiết, mà cái tâm như là viên ngọc mani. Ta nói cái tâm như là viên ngọc mani, mà cái thân là như hoa sen tinh khiết. Cho nên cái điều đặc biệt của nó là gì? Ai gần người này tâm được an theo. Là gì? Tức là cái viên ngọc mani Đức Phật nó có công năng là lắng nước. Tức là nước đục nó lắng thành trong. Mà cái người thuyết Kinh Pháp Hoa, cái người trì Kinh Pháp Hoa này nó làm cho cái tâm phiền não, nghiệp chướng trần lao của chúng sanh lắng yên được. Đây là chuyện khó này. Thế nên bây giờ đó, Thầy có thể tham thiền, có thể nhập định, làm cho tâm Thầy lắng yên, chuyện này dễ, có thể làm được. Nhưng mà bây giờ Thầy làm cho tất cả các Phật tử tâm lắng yên hết, chuyện này chuyện khó, phải không? Cho nên Kinh Pháp Hoa khó là chỗ đó. Tức là nói là nó phải thực, nó phải thực. Cứu được chúng sanh, đây mới chuyện khó. Còn chuyện mình tu giải thoát là chuyện này dễ. Cá nhân mình thì chuyện này quá dễ đi, mà làm cho mọi người giải thoát theo thì đây là chuyện khó. Thế nên ở trên cuộc đời này đó, gọi là tâm chúng ta đó, không vướng một mãi trần. Nên ta mới đọc câu là tâm Thế Tôn mãi trần không bận. Ngài không cần bất cứ một cái gì trên cuộc đời này nữa đó. Nhưng mà tâm ta còn vướng trần không? Cũng còn việc này còn việc khác. Đây là trên bước đường tu, cho nên cũng còn vướng, cho nên không phải là hoa sen. Ta nên nhìn vào ta, mặc dù nó có một vài cái điểm tốt, nhưng mà chưa phải là tinh khiết hoàn toàn. Cho nên cũng có người khen, cũng có người chê, cũng có việc tốt và cũng có việc không tốt. Muốn nói Kinh Pháp Hoa chỗ này, thì tất cả các Phật tử mà muốn hành trì theo Kinh Pháp Hoa, cái cốt lõi của nó đưa vô chỗ này là làm sao mà luyện cho được cái tâm chúng ta đó lắng yên đã là khó rồi. Nhưng mà lắng yên rồi đó, nó có một cái công năng làm cho người khác lắng yên nữa, là chuyện này khó vô cùng. Cho nên chỗ này Ngài Trí Giả Đại Sư bảo là Mani Bảo Châu khác với thủy tinh. Các vị A-la-hán là ví như là thủy tinh. Cho nên 1000 viên thủy tinh thả vô nước, nước đục vẫn đục. Nhưng mà 1 viên Mani Bảo Châu thả vô đó, thì cái trường hợp nước lắng trong liền. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có một Đức Phật ra đời, điều này ta không hiểu được. Cho nên ta nói Đức Phật cũng con người, nhưng mà sao con người này làm thay đổi được? Cho nên ta nhìn ta thấy cái dễ không? Cho nên cũng Đức Phật là con người, nhưng mà con người đó là làm sao mà ông Cấp Cô Độc thấy Đức Phật? Khi mà thấy Đức Phật sanh ra cái tâm kính trọng nhất, cho nên trong lòng ông nghĩ phải tìm một cái mảnh vườn đẹp nhất và xây tịnh xá để thỉnh Đức Phật về thuyết pháp. Cho nên ông tìm tới thành Xá Vệ, ông mới thấy được cái vườn thượng uyển của nhà vua. Ông mới nghĩ ngay tới là làm sao mua được cái chỗ này, mua được cái chỗ này để xây tịnh xá cúng dường cho Đức Phật. Thế nên các vị nghĩ tại sao vậy? Hay là vua Tần Bà Sa La mỗi khi mới nhìn thấy Đức Phật thành Phật á, thì lúc bây giờ đó ông liền nghĩ ngay tới hiến cái thượng nguyện của mình, tức là Trúc Lâm. Thế nên ở Trúc Lâm
để làm cái tịnh xá cho Đức Phật. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy. Tức là Đức Phật có những cái điều mà người thường thế nào có được hết, chúng ta không thể nào có được hết. Cho nên cái chỗ này ta mới nói là kỳ diệu. Thành ra Kinh Pháp Hoa muốn nói cái kỳ diệu của nó. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, mà ta dò tìm cho đến khi nào mà ta bắt gặp được những cái điều kỳ diệu này nữa, thì ta hành trì theo Kinh Pháp Hoa. Cho nên những chuyện mà vượt ra ngoài cái sức hiểu biết con người, cái này không thể nào hiểu được, nên ta gọi là bất khả tư nghị. Không thể nào hiểu được, không thể nào giải thích được, không có thể nào mà tin được, mà là sự thật. Đó là cái phẩm Hiện Bảo Tháp đó, tiếp theo cái phẩm Pháp Sư để ấn chứng cho chuyện. Rồi đó, từ được cái chỗ này rồi đó, thì Đức Phật mới nói thêm, sở dĩ tôi được như vậy đó, phải không? Sở dĩ được như vậy là sao? Là tại vì trải qua nhiều kiếp tu hành, cho nên mới có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa kế tiếp thứ 12. Bảo rằng trong những cái kiếp quá khứ, có một lần tôi đã từng làm vua, làm vua chuyển luân thánh vương. Làm vua chuyển luân thánh vương thì tất cả mọi việc đều như ý hết, tức không ai chống lại mình hết, không ai chống. Khi mà phước đức đầy đủ rồi như vậy, cho nên mọi nơi người ta đều quy phục hết. Mà mọi nơi đều quy phục hết thì ông vua này mới nghĩ tới cái chuyện tu hành. Tức là đầu tiên ta mong những cái gì tốt trên cuộc đời đến với ta, nhưng mà khi được hết tất cả những cái tốt này, không còn cái gì ta mong nữa hết, thì bây giờ ta còn có cái mong là học đạo, phải không? Làm Phật. Cái này là Đức Phật nói với tôi. Cho nên cái cùng cực của khổ đau để chúng ta phát tâm Bồ Đề, với cái cùng cực của niềm vui để chúng ta phát tâm Bồ Đề, hai cái này khác nhau. Cho nên Kinh Pháp Hoa là cùng tột của cái niềm vui mà phát tâm Bồ Đề tu này khác. Cho nên ta khổ đau, ta đi vô chùa, phải không? Ta núp bóng Phật để ta sống qua ngày này khác. Nhưng mà tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này nó đều tốt hết đối với ta rồi. Ta không cần cái gì nữa hết. Cho nên lúc bây giờ ta mới phát tâm Bồ Đề, ta đi tu cái này. Thành ra Việt Nam mình là vua Trần Nhân Tông ngồi đằng sau lưng thầy. Tức là khi nào khó khổ này kia đó, ngài vượt hết, hai lần đánh phá quân Nguyên Mông, dẹp yên được bờ cõi xong rồi, thì lúc bây giờ nó yên hết rồi, cho nên ngài thấy không còn chuyện gì đáng cần làm nữa hết, cho nên thôi ngài muốn đi tu. Lúc đó thì Trần Nhân Tông mới có 40 tuổi thì trẻ lắm rồi. Mới 40 tuổi đi tu, trong lúc 40 tuổi nhường ngôi đi tu. Thì cái này nó cũng đồng với cái Đức Phật mà ngài nói trong cái kiếp quá khứ ngài đó. Cho nên bây giờ ta nói Trần Nhân Tông là Phật Hoàng của Việt Nam. Tức là vừa là vua mà vừa là Phật của Việt Nam ta. Tức là làm được một cái việc mà người thường thế nào làm. Ta nói ai nghĩ là Việt Nam mình có thể đánh bại được Mông Cổ. Ta nói Mông Cổ đánh hết 2/3 thế giới, phải không? Đi tới đâu đánh thắng tới đó hết. Nhưng mà về Việt Nam hai lần sang đánh Việt Nam là hai lần bại trận. Các vị nghĩ sao? Ông vua này có một cái đặc biệt. Nhưng mà khi được xong hết chuyện rồi đó, thì ông mới nói một câu rất dễ thương là trẫm xem ngai vàng như chiếc vải rách. Thành muốn bỏ hồi nào cũng được. Nhưng mà nói như vậy không phải là nói không, nói rồi bỏ thiệt, phải không? Nói rồi bỏ thiệt, lên núi Yên Tử tu. Đây là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cho nên đây là cái việc khó làm. Đánh quân Mông Nguyên là khó, nhưng mà vẫn làm được. Nhưng mà rồi nó bỏ hết đó, để đi tu, chuyện này là khó nữa. Thành ra cái trường hợp mà thầy nhớ là cái khi mà ngài đi tu đó là ngài vượt lên Yên Tử, lúc đó ta phải đi qua tới 9 suối 10 đèo. Cho nên 9 suối 10 đèo mới đi tới chùa Giải Quang. Các Phật tử có ai lên Yên Tử chưa? Cho nên người xưa người ta nói một câu là gì mà chưa lên Yên Tử chưa đành đồng tu đó.
Này, nói này. Trong cái lúc đó Ngài đi bao nhiêu người thương kính Ngài, nhưng mà nói đi là rủ áo đi thôi. Đây là Phật Quang Trần Tôn. Cho nên cái chỗ này nó giống với cái tiền thân của Đức Phật. Ta nói Ngài bỏ Ngài đi tu, nhưng mà khi mà đi tu thì sao? Ta nói Ngài phò một cái ông vua, ông thầy. Ông thầy á, ở trên núi theo học ông thầy, cái này cũng điều lạ nữa. Thường á, bây giờ làm vua là sai khiến người chứ, và người hầu hạ chứ. Nhưng mà bây giờ nó đi theo lên chùa tu là tu khổ hạnh, tức là nhận cái sự sai khiến và hầu hạ cái ông thầy mà rất là ngang ngược, rất mà kỳ khôi, phải không? Nhưng mà đi theo để tu. Chi vậy? Tức là trải qua một cái khoảng thời gian dài. Tại vì á, cái người tu hành á, thì biểu là cái người nghèo mà bỏ đi tu á, thì dễ. Mà người giàu á, thì đi tu thì khó. Cái người giỏi, cái người quyền thế á, mà nhìn người khác á, thì khó, phải không? Tay mình thấp cổ bé miệng mà mình nhìn á, thì cái này dễ, phải không? Tại mình nói nó đánh mình, mình nói nó giết mình, cho nên mình nhịn dễ. Nhưng mà mình được quyền nói, mình được quyền nói, mình được quyền hành hạ nó. Nhưng mà bây giờ đó, mình chấp nhận nó hành hạ mình, chuyện này chuyện khó làm. Đây là cái chuyện khó làm để làm Phật. Đây là Đức Phật đó. Cái chuyện mà trong quá khứ của Ngài như vậy, nhờ những cái việc như vậy, nhờ cái khổ hạnh như vậy, nhờ cái luyện tập như vậy đó, mà dẹp sạch đi cái tâm ngã mạn của mình, cái tâm ngã mạn của mình. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài trở thành cái tâm bình đẳng, cái tâm bình đẳng, cái trí tuệ bình đẳng. Cho nên lúc bây giờ mới nói được Kinh Pháp Hoa. Cho nên khi mà Kinh Pháp Hoa này, người ta gọi là Đại Huệ Bình Đẳng. Ta nói Đại Huệ Bình Đẳng, nhìn xuống tất cả chúng sanh đều bình đẳng, tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật hết, không ai cao, không ai thấp, không ai thua, không ai kém ở đây, không ai hơn ở đây. Khi mà chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, chúng ta phải có một cái huệ bình đẳng và tâm bình đẳng á, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới đi vào cánh cửa này được. Thôi thầy ngừng ở đây, rồi kỳ sau chúng ta tiếp nữa. Phải đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.